À, mẹ nói cho hai con biết nha, bây giờ mẹ về quê nha, hai con ở nhà nhớ là không được đánh nhau, nhớ chưa? Ừ, con làm gì đấy? Đi đâu? À, con muốn đi cùng mẹ. Không được đâu, người có mùi cẩu á, người ta không thích đâu. Đi đấy người ta cười cho ấy. Ừ. Làm sao? Cái đấy làm gì? Ừ, để chắc lại để tắm hả? Hả? Con muốn tắm để đi cái gì? Được rồi, thì tắm tắm cho sạch cho thơm xong đi nhá. Ừ. Ôi tắm xong đẹp quá, đi thôi. Ừ, trời ơi, được đi vui lắm hả?